Rồi, trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 14 tháng 6 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có tre phục kiếm, sam ngọc, hải châu, chiều xuân. Rồi, mã số 1 là một cây hải châu. Cây này cây mọc cốt dân bay nha mấy anh em. Cây cành đã tương đối mịn nha. Dòng lá tròn rất đẹp nha mấy anh em. Dòng lá tròn hải châu sông Cầu nha. Cục bay bờ đớ nè. Rồi em đo cái hoành gốc đây là 19 cm nha. Hoành gốc 19 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 33. Ngang tàng là 30 nha. Bên đây qua bên kia là 30. Tàng bay từ siêu đây nha, là bay tàng trước là 47. Cây tây cành già hết nha mấy anh em. Dòng hải châu sông Cầu, dòng lá cực kỳ đẹp nha. Lá tròn, bầu tròn nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 420 bao ship nha. 420 kè bao ship cây hải châu mã số 1 nha. Rồi qua mã số 2. Qua cây hải châu mã số 2. Cây thân co lét nha mấy anh em. Tây cành mịn. Rồi em đo cái hoành thân là 7 cm nha. Chiều cao hoành 7 cm, chiều cao 25, ngang tàng là 37. Cây dòng lá đẹp nha mấy anh em, dòng hải châu sông Cầu. Thân co lét nha. Rồi giao lưu cho anh em là 270 bao ship nha, 270 kè bao ship cái hải châu mã số 2. Rồi qua mã số 3. Cây hải châu mã số 3. Cây bờ đớ nè, rất dũng dàng nha. Dòng lá cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Cây cũng bắt đầu cho hoa nha. Rồi em đo cái hoành là 26. Hoành gốc là 26 nha. Hoành thân gần 7 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 35. Ngang tàng là 38. Dòng lá rất đẹp nha mấy anh em. Rồi cây hải châu mã số 3. Giao lưu cho anh em là 350 bao ship nha. 350 em bao ship. Rồi qua mã số 4 là một củ chiêu xuân nha. Củ trông do luôn nha mấy anh em. Củ chiêu xuân. Phải để sống khỏe nha. Rồi em đo cái hoành là 34. Hoành gốc 34, chiều cao là 33. Ngang tàng là 38 nha. Rồi 280 bao ship, 280 kè bao ship cây chiêu xuân. Mã số 4 nha. Rồi qua mã số 5. Là một cây hải châu sông Cầu, cây đang cho hoa này nha mấy anh em. Cây bắt đầu cho hoa này. Cây tây cành mịn nha, cây này một cốt 3 thằng nha mấy anh em. Thằng cò lét. Một cốt 3 thằng cò lét nha. Rồi em đo cái hoành là 16 cm. Chiều cao là 35, ngang tàng 40. Thằng cò lét nha. Tây cành mịn. Rồi, giao lưu cho anh em là 420 bao ship nha. 420 kè bao ship cây hải châu mã số 5. Rồi qua mã số 6, cây hải châu mã số 6. Cây này cây dân bay nha mấy anh em. Cây cành mịn, cây dòng lá này. Lá cực kỳ đẹp nha. Dòng lá này quả rất sai nha mấy anh em. Rồi, em đo cái quanh là 10 cm nha. Hoành thân 10 cm. Chiều cao 55. Hoành 10 cm, chiều cao 55. Tàng ngang từ bên đây qua bên kia là 37. Tàng bay từ sau đây là bay tàng trước là 75 nha. Cái này to nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 500 bao ship nha. 500 kè em bao ship cây hải châu mã số 6. 500 kè bao ship. Rồi qua mã số 7.
một cây thành phẩm nhé. Cây này sạch kiểm hết nhé mà nè, trái này chùm chùm nha, dòng hải châu sông cầu. Cây đang trái này, dòng lá này, anh em yên tâm nha, dòng lá cực kỳ đẹp, rất là bóng. Em vay bờ đó cho anh em xem nha, cây cốt cũ một cục luôn nha mấy anh em, cốt ba thân này, bờ đỡ trải điêu 24 giờ, cốt rất đẹp nha, trái chùm chùm, trái là anh em khỏi suy nghĩ nha, trái tròn nha mấy anh em, phải tròn. Rồi em đo cái quanh 25 nha, quanh thân đây nha mấy anh em, quanh yêu thân đây 25, chiều cao 45, ngang tang là 50, chiều cao tính tư mệt chậu lên tao trên đỉnh nhé là 45, ngang tang là 50. Cây thành phẩm sạch kiểm hết nhé mấy anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 1.900.000 bao ship nhé. Trái này nè, chùm chùm cục cục nha, 1.900.000 em bao ship. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha. Rồi qua mẹ số 8 là một cây sam ngập, lũa thép rất đẹp nha, lũa rừng nha mấy anh em, giờ mình làm sơ lại rất đẹp nha. Cây đã thành phẩm nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh gốc là 43, chiều cao là 20, quanh gốc 43, chiều cao 20, ngang tàng là 32 nha. Rồi em giao lưu cho anh em là 400 bao ship, 400k bao ship cây sam ngọc mà số 8 nha, lũa khá đẹp nha, bờ đỡ trải điêu nha mấy anh em, 400 bao ship. Rồi qua mã số 9, cây sam ngọc mã số 9, cây đây được chuốt lũa rất đẹp nha, lũa rừng nha mấy anh em, cây cây canh cũng mịn hết nha. Em đo cái quanh gốc là 18cm, chiều cao 26, quanh 18, chiều cao 26, ngang tàng là 27 nhé. Tây can mịn hết nhé. Rồi giao lưu anh em là 220 bao ship, 220k bao ship. Rồi qua mẹ số 10 là một cây trà phục kiến, cây này dáng quen nhân nha mấy anh em, cây dáng quen nhân này, trực rất quen nhân. Rồi em đo cái quanh là hoàn thân là 12cm nha, chiều cao 65, hoàn thân 12, chiều cao 65, thằng rớt từ trên rớt xuống là 50 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 170 bao ship, 170k bao ship cây trà phục kiến mã số 10. Rồi video của em đến đây là kết thúc, anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi chào anh em.